Rồi tranh thủ vào lo liền nha cả nhà ơi. Ngày hôm nay sẽ tổng sale tổng xả cho các chị mình luôn, với giá sale là chỉ từ là 99k trở lên thôi nha. Rất là rẻ luôn. Chị nào mà mình ưng mẫu nào nhớ là mình nhanh tay đặt hàng sớm cho em nha. Comment là mã nạp với số điện thoại cho em luôn. Rồi chia sẻ like dùm em liền nha cả nhà ơi. Đầu tiên thì các chị mới vô like thì hôm nay thì sẽ lên cho mình một cái mẫu đầm này trước đi. Em sẽ xả hàng giá sốc cho các chị mình luôn nha. Sau mẫu này em sẽ lên đầm 99k để mình săn luôn. Rồi bây giờ chị nào mình ưng mẫu này nhanh tay mình đặt hàng liền dùm em là giá ngày hôm nay xả hàng cực kỳ rẻ luôn nè. Các chị mình nghe giá cho em nha. 159k mẫu đầm này, và hôm nay là sale cái giá này là em sale lỗ luôn nha các chịu nha. Đầu livestream này để lấy tương tác thôi. Rồi 159k mẫu đầm này, mã sản phẩm là 1265 nha các chị. 1265 và kèm cho xin hỏi luôn. Cái này là em sẽ hôm nay là cái này là còn có size L thôi cả nhà ơi. Rồi chị nào vừa mẫu này các chị đặt liền giùm em ngay bây giờ cho em luôn nha cả nhà nha. 159k nè. Còn cho mình một cái màu khác nữa đây, để em lấy cho các chị xem. Ai ưng mẫu nào các chị lên đơn liền cho em nha cả nhà ơi. Rồi em có cái mẫu đồng này nè, họa tiết khác nè. Thì cái này nó còn size M. Mẫu này thì còn size M nha cả nhà nha. 1264 là mẫu này. 1264 là mẫu này nè. Em còn một cái thôi size M. Đầm này em còn 5 cái size L. Cái này còn một cái size M nha cả nhà nha. Chốt luôn cho mình giá là 159k. Đâu để xem coi cái này. Ủa 1, 2, 3. Cái này chắc có đơn rồi quá. Có đơn chưa ta? Chưa hả ta? Chưa, vậy là còn thêm một cái XL nữa nha cả nhà. Thêm một cái XL nữa. Một cái XL, một cái size M của 1264 nữa nha. 1264 thì còn một cái M với một cái XL nè. Sale giá là 159k, xả nhanh cho cả nhà nha. Xả nhanh luôn nha. Chị nào mình ưng thì mình lên đơn hàng liền dùm em luôn. Nhanh tay các chị ơi, còn cái màu xanh dương nữa nè. Thì còn một cái size M. Màu xanh dương em còn một cái size M này là 1266 nè. Cái mẫu này nó giống như cái này nè, cái này xanh ngọc nha, còn này xanh dương nè. Rồi, nhanh tay nha cả nhà ơi, chia sẻ like dùm em. 1266 còn một cái M, sale luôn 159k. 1266 còn một cái M, sale giá 159k nha. Rồi, quay đằng sau, đây phía đằng sau nó có cái dây cột eo nha cả nhà. Phía đằng sau là dây khóa kéo luôn và có dây cột eo. Có túi hai bên, bên cho các chị và bên trong lót thun cô tông. Các chị à, đầm này ai mua rồi mà biết mà, 399k cái. Đầm này bình thường các chị mua là 399.000 đồng, bao nhiêu là 400.000 cái đầm này. Em sale hôm nay cho mình 159k xả hàng là lấy tương tác. Các chị nhớ chia sẻ like dùm em để em chốt đơn nha. Cái đầm này em còn một cái size M nè, 1266 nè, 159k xả gấp luôn nha các chị. Tại vì em đang chuyển kho nên là em xả luôn. Rồi 1264 này nãy có chị một chị đặt rồi thì còn một cái nữa ai lấy mình đặt luôn. Em xem hôm nay là 159k, cái này là 1264 nha, họa tiết hoa nè. 1264 159k mẫu này nha. 159k. Còn em đang mặc đây là cái size L 1265. 1265 nó còn 5 cái size L nha. Em xả hàng cho mình là 159k. Ơn mẫu này các chị lên đơn hàng liền giùm em. Bây giờ chị nào size nhỏ hết hàng rồi không chuyển sang size L cũng được nè các chị. Giống như em đang mặc, tại vì cái này nó có cái dây cột eo đó cả nhà. Có cái dây cột eo này các chị mặc, các chị không có sợ bị rộng nha. Rồi em sale luôn cho mình là 159k. Chị nào lấy đặt liền giùm em. Cái form cơ bản form như thế này nè. Dây là dây liền nha các chị, đầm có túi hai bên. Rồi dây quá kéo đằng sau, cột trước cột sau đều được. Rồi đầm này em chốt là 1265 nó hết XL rồi chị. 1265 còn size L nha. 1265 còn size L nè. 5 cái size L cuối cùng em xả là 159k. Chị nào vừa cái đầm này các chị lên đơn. Còn nếu mà XL thì nãy em có cái đầm 1264 ấy mà nãy có chị đặt mà không biết đặt size gì nữa. Thì nè, cái này 1264 là còn có size M với size 1, một cái size M một cái size L nha, em xả là 159k. Rồi 1265 chỉ còn cho mình là size L thôi nha cả nhà. 1265 chỉ còn size L thôi. Chia sẻ like dùm em nha. Cái đầm này bình thường bán là 399.000 đồng một cái, mà bây giờ em xả luôn còn có 159 để lấy tương tác. Mình nhớ chia sẻ like dùm em ngay bây giờ nha, để em trừ hàng và trừ size liền trên like cho các chị mình luôn. Rồi xong chưa các chị ơi, nhanh tay nào chuẩn bị em qua mẫu đầm khác nè. Em qua mẫu đầm khác cho các chị mình luôn nha. Chị nào mà lấy mẫu nào đặt liền dùm em ngay bây giờ luôn nha. Chia sẻ like dùm em luôn trên tường nhà và vào nhóm nha. Mẫu tiếp theo xả hàng cho các chị mình đây, các chị tranh thủ lên đơn liền nè. Đây một cái mẫu đầm sơ mi hôm nay sale cực kỳ rẻ luôn nè. Cái mẫu đầm này là hiện tại đơn đi rất là nhiều luôn.
Tại vì nó đang có cái chương trình sale rất là rẻ nha các chị. Mẫu này cũng là mẫu mới luôn đó, mà em sale luôn trên line này cho các chị mình nè. Chỉ có giá là 139k bộ đầm này. Mã này là DA1305, 1305 và kèm trong số điện thoại nha. 1305 và kèm trong số điện thoại, em chịu hàng luôn nhanh tay cả nhà. Đầm này là đầm sơ mi nha cả nhà nha. Có túi hai bên cho các chị mình luôn. Rồi em chốt luôn là 139k mẫu đầm này nha. 139k mẫu đầm này, chị nào lấy lên đơn liền dùm em. Mã này là 1305, 139k. 1305 sale giá 139k mẫu đầm này, nhanh tay là các chị. 139k thôi nha. Mã này là 1305. 1305 và kèm số điện thoại, rồi lên đơn hàng liền dùm em nghe nha cả nhà ơi. Comment liền cho em là mã nè với số điện thoại cho em liền, em chốt đơn. Các chị ơi 99k mẫu này nha. 99k mẫu này, mã này là 1221, em còn 2 size nha. 1221 em còn 2 size XL và 2X, em sale 99k nha các chị. Đầm này là có 99k thôi, còn XL với lại 2X nha. Giá hôm nay sale là 99k luôn. XL 2X nha, đây em che đằng sau cho các chị mình xem. Rồi cả nhà ơi, đầm này của em là 1305, 1305 nha. Đầm vừa nãy là 1265, nãy em có chị, em thấy có chị nào đặt 1256 là nhầm mã rồi nè chị Thu Phương ơi. Đầm vừa nãy là 1265 nha chị nha. Rồi các chị nhớ comment mã với số điện thoại và nhớ chia sẻ like để mấy bạn chốt đơn hàng cho mình nha. Rồi đầm em đang mặc trên người nè. Mã đầm này của em là DA1305 và em sale ngày hôm nay cho các chị mình lô 139k mẫu đầm này nha. 139k mẫu đầm này, chị nào ưng đặt liền. Đầm này thì em có đúng một màu chị, cái này thì lại không có màu khác nha. Phía đằng sau là dây khóa kéo cho cả nhà mình luôn. Rồi mẫu đầm này em chốt luôn 139k nha các chị. 139k mẫu đầm này, chị nào lấy lên đơn hàng liền giùm em. Ngay bây giờ em trừ hàng luôn nha. Dạ em cao 1m62, em nặng 47kg nha cả nhà. Rồi đầm em đang mặc đây là 1305, em sale với giá là chỉ có 139k mẫu đầm này nha các chị ơi. 139k chị nào ưng ý đặt liền luôn, nhanh tay nha cả nhà. Rồi chốt lệ luôn nha các chị. Cái này còn một cái cuối cùng nè, size M. 1250 99k. 1250 99k, còn một cái size M. 1250 99k. L72 hoặc 73 chịu xuống vừa, chốt lệ nha cả nhà, nhớ là chia sẻ like. Ai có chia sẻ là được lên đơn nha. 99k còn đúng một cái cuối cùng nha. 1250 và kèm số điện thoại cho em luôn, lên đơn liền giùm em ạ. Rồi hoa cúc 99k mã là 1221 nha chị. Hoa cúc mã là 1221 nha, đầm này sẽ có túi luôn nha. Hôm nay em còn vài cái XL với 2X, em sẽ là 99k. Rồi đầm em đang mặc đây là 1305. 1305 và kèm cho em số điện thoại liền nào cả nhà ơi. Trời ơi, cái chị ơi, cái 1221 XL còn đúng một cái nha. 1221 XL còn đúng một cái, còn lại là 2X nha cả nhà. Có chị nào vừa đặt hàng luôn đi các chị ơi, chúng tôi nó hết nè. Chị nào vừa đặt liền nha các chị ơi, còn đúng một cái XL và còn lại là chỉ còn 2X thôi nha. 1219k, vải lụa mango. Rồi đầm em đang mặc trên người, mẫu đầm này là 1305 nha cả nhà. 1305, đầm em đang mặc 1305, sale với giá chỉ có là 199k. Hoa cúc 1223 là đầm họa tiết mà, đầm họa tiết hoa cúc màu tím nha chị Mai Hoàng ha. Thì cái mẫu đó nãy giờ em chưa có lên mà không biết nó còn không nữa. Rồi còn luôn, like luôn 99k nè các chị. 99k luôn, mẫu này là 1223 còn đúng hai cái. Còn đúng hai cái size 2X nha. Còn đúng hai cái size 2X rồi, ai đặt hàng thì mình cho em cái mã và kèm số điện thoại nè. DA1223 99k, nhớ là chia sẻ like và kèm kèm thêm cho em số điện thoại. Bản hàng kèm số điện thoại để em lên đơn, đầm này em sale nè. 99k mẫu đầm này, mã sản phẩm này là 1223 màu tím nè. Còn hai cái 2X nha. Còn hai cái 2X em sale luôn 99k. Chia sẻ like giùm em nha, 1223 màu tím nè. Rồi đầm em đang mặc đây là 1305, sale giá 139k thôi nha cả nhà. Rồi mình cho em vòng eo luôn chị Ánh Dương Nguyễn nha, để mấy bạn sẽ tư vấn kỹ hơn cho mình ạ. Mẫu em đang mặc trên người đây là 1305. Ngày hôm nay em sale luôn cho mình 139k mẫu đầm này. 139k thôi, chị nào mình lấy mẫu này lên đơn hàng liền giùm em ngay bây giờ nha, để em chịu hàng liền chia like cho các chị mình luôn. 1305 và kèm cho em số điện thoại luôn nào các chị ơi. 1305 và kèm số điện thoại, em sale ngày hôm nay cho các chị mình là giá chỉ có là 139.000 đồng. Rồi xong chưa các chị ơi, lên đơn liền dùm em nào cả nhà. Lên đơn liền dùm em nào cả nhà ơi, cho em cái mã số và kèm cho em số điện thoại liền, em chốt đơn nha. Hôm nay là sale shop cho các chị mình luôn, chị nào mình ưng mẫu nào đặt liền dùm em. Ngay bây giờ để em trừ hàng trừ sai liền trên like cho cả nhà mình luôn. Xong chưa các chị ơi, chuẩn bị em qua mẫu khác nè.
1305 em sale cho mình ngày hôm nay với giá chỉ có là 139k, giá bán bình thường là 299k nha. Ngày hôm nay em chuyển kho mới gấp nên là em xả hàng giá sốc cho các chị mình luôn, chỉ còn là 139k bộ đầm này. Ai lấy mẫu này các chị lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn là mã với số điện thoại nha. 1305 và kèm số điện thoại 139k. 1305 và kèm số điện thoại 139k cả nhà ơi. Nhanh tay nha cả nhà. Rồi xong chưa các chị? Bây giờ em sẽ chuyển thêm cho mình một mẫu đầm tiếp theo. Hai cái đầm em treo đằng sau là 99k thôi nha cả nhà. Hai cái đầm đằng sau là chỉ có 99k mà thôi nhé. Ai lấy mẫu nào các chị đặt liền 1299 còn giá 299k chị cứ lên đơn chị nha. Em còn hàng. Rồi bây giờ em tiếp tục qua thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo nữa đây. Chia sẻ like dùm em luôn trên tường nhà và vào nhóm nha cả nhà. Rồi bây giờ mẫu đầm tiếp theo em sẽ sale cho các chị mình. Đây đầm này của em. Giá cực kỳ rẻ luôn nha các chị ơi. Rồi ưng mẫu nào các chị nhớ nhanh tay lên đơn nha các chị. Đầm body đuôi cá nè. Đầm body đuôi cá ngày hôm nay xả hàng luôn nè. Chia sẻ dùm em luôn trên tường nhà vào nhóm nha các chị. Rồi mẫu đầm tiếp theo của em. Mẫu đầm tiếp theo của em đây là 1269 nha. Mẫu đầm tiếp theo của em đây là 1269. Mẫu đầm này em sẽ có cho mình là đủ size 1269 đủ size. Rồi em sale luôn 159k mẫu đầm này nha. Nhanh tay đặt liền dùm em, sale quá rẻ nào đó. Hôm nay các chị tranh thủ mình lên đơn liền nha các chị. Rồi đầm này của em nhé, mã này là DA1269, giá gốc mẫu đầm này là 299k và hôm nay các chị được săn sale luôn, chỉ còn có giá là 159k mẫu đầm này nha. Chị nào ưng đặt liền dùm em chịu hàng luôn. Rồi nhanh tay nha cả nhà ơi. Phí ship thì trong thành phố Hồ Chí Minh 10.000, phí ship tỉnh là 30.000 đồng. Nếu như đơn chị nào mà gộp từ 597.000 đồng trở lên sẽ được miễn ship toàn quốc nha các chị ha. Rồi 1299 là mẫu này này chị ơi, giá sẽ là 299k chị nha. Đây là mẫu mới ra mắt luôn và hôm nay là hôm nay sale cho các chị trong livestream này là giá 299.000 đồng. Vải này là tuyết mưa nha. Vải này chất tuyết mưa nha cả nhà và có túi hai bên màu đen nha các chị ơi. 1299 chốt sale luôn với giá là 299k. 299k lên đơn liền dùm em nha. 1299 và kèm số điện thoại 299k. Rồi bây giờ các chị ơi, đầm này của em có hai màu nè. Đầm này em có màu xanh nữa, màu xanh là 1270. 1270 sale giá 159k luôn nha các chị. Ai lấy mẫu nào các chị lên đơn hàng liền dùm em ngay bây giờ luôn. Mã hàng với số điện thoại em chốt đơn nha. Thôi, bây giờ em xả luôn đi, 139 thôi. Các chị ơi chia sẻ like được không các chị? Hôm nay sale sốc luôn, em giảm hẳn xuống luôn đi, 139k luôn. Chấp nhận sale cái giá này, sale thực sự là không lợi nhuận luôn. Nhớ chia sẻ like dùm em nha. Bù lại bằng dùm em là lượt chia sẻ nha. Chốt luôn 139 thôi. 1269 màu vàng, 1270 màu xanh. 139k thôi nha cả nhà. 139k thôi nha. Ai lấy mẫu này lên đơn liền dùm em ạ. 139k thôi. Đầm em đang cầm là 1270 nè. Màu vàng em đang mặc đây là 1269 nè, hai màu luôn. Rồi em chốt luôn 139k. Nhanh tay nha cả nhà. Đầm này 99k luôn nha các chị. Yên tâm cho em là em mặc làm sao là giao hàng y chang vậy nha. Rồi các chị ơi chỉ có 99k cái đầm sơ mi này. Chị nào vừa lên đơn luôn còn hai size cuối, XL với lại 2X. Em chốt luôn cho các chị mình với giá chỉ có là 99k. 1237 và kèm cho em số điện thoại nào các chị ơi. 99k mẫu đầm này. 99k mẫu đầm này nha các chị. Trời ơi rẻ chưa, đầm sơ mi nha các chị. Sơ mi nè, có túi hai bên và chất vải này là lụa hàn nha. Rồi vải này mềm mịn êm mát, có túi nè các chị. Rồi đầm này em chốt 99k, mã này là 1237. 1237 và kèm cho em số điện thoại nào cả nhà ơi. 99k mẫu đầm này. 1237 và kèm số điện thoại lên đơn gấp dùm em nha các chị ơi, giá cực rẻ luôn. 1237 giá là chỉ có 99k thôi. Ưng mẫu này các chị nhớ lên đơn hàng liền dùm em nha cả nhà. Cái này còn XL 2X và mẫu này size 2X L88 hoặc là L90 trở xuống vẫn vừa nha. L88 đến 90 trở xuống vẫn vừa luôn. Lên đơn liền dùm em nha cả nhà, 99k nha. Rồi đầm em đang mặc trên người 139 thôi nè cả nhà ơi. Các chị thấy hôm nay sale rất là rẻ, nhanh tay mình lên đơn liền dùm em nha. Rồi ok, chị Lan Trần 1299 luôn nha.
R126953 ký có chứ chị. À, 53 ký mặc vừa size M cũng được hoặc size L cũng được nha chị nha, tùy vòng vòng eo của mình nữa. Mình cho em vòng eo, eo là ngang cùi chỏ tay nha chị nha. Eo là ngang cùi chỏ tay nha. Rồi bên em sẽ tư vấn size cho các chị mình luôn. Rồi mẫu đầm em đang mặc trên người sale giá 139k 1298 56 ký hả chị? 1298. Rồi 1298 kì, có size đủ size nha chị Linh. Chị Linh Tường ơi, mình cứ yên tâm đặt hàng rồi bên em sẽ tư vấn kỹ hơn sau. Mình cho em chiều cao cân nặng số đo vòng em nha, để tí nữa mặc cái 1298 cho chị xem luôn. Rồi các chị ơi, lên đơn liền giùm em nào. 1269 là màu vàng, 1270 là màu xanh. Hai mẫu này sale đồng giá xuống còn 139k luôn nha. 139k, chị nào mình ưng mẫu này đặt hàng liền giùm em ngay bây giờ để em trừ hàng luôn. Xong chưa các chị ơi? Nhanh tay mình lên đơn hàng liền cho em là cả nhà, chốt sale luôn trên line này với giá chỉ có là 139k mẫu đầm này nha. 123 chị Hương Mai nhớ chia sẻ like dùm em chị nha. Nhớ chia sẻ like dùm em để em chốt đơn nha cả nhà. Rồi xong chưa các chị ơi, chia sẻ like dùm em liền nha. Đầm này hôm nay em sale là không lợi nhuận luôn rồi đó các chị ơi. Đó, sale có 139k thôi. Ai lấy mẫu này các chị lên đơn hàng liền dùm em ngay bây giờ nha, để em chốt sale luôn ạ. Chia sẻ dùm em luôn trên tường nhà và chia sẻ vào các cái nhóm dùm em liền nha. Rồi bây giờ em sẽ lên thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo. Chị nào mình lấy mẫu nào các chị đặt liền dùm em nha. Mẫu tiếp theo sẽ lên cho mình đây là 1298 nha. Nãy có chị vừa hỏi em nè. Thì em sẽ mặc lên cho các chị xem luôn. Và mẫu đầm này hôm nay sale cho cả nhà mình luôn, rất là rẻ nha. Đợi em vài giây nha cả nhà. Em mặc lên cho các chị xem thử nè. Rồi 1298 đầm này sẽ sale luôn giá sốc nha. Chất vải này là châu tôm mặc rất là mát luôn. Rồi ưng ý mẫu nào các chị nhớ lên đơn 1264 chị Thanh Kiều. Rồi để nếu mà còn hàng mấy bạn sẽ chốt nha chị nha. Rồi bây giờ mẫu tiếp theo nào mặc trên người là 1298 nha cả nhà nha. Đây các chị ơi, 1298 mẫu đầm này. 1298 mẫu đầm này nha các chị. Rồi ngày hôm nay shop sẽ sale luôn ạ. 159k mẫu này thôi nha cả nhà, 159k thôi. Chị nào mình ưng mẫu này các chị lên đơn liền giùm em ngay bây giờ nè. 1298 và kèm trong số điện thoại. 1298 chốt luôn 159k mẫu đầm này. 159k mẫu đầm em đang mặc trên người, ai lấy mẫu này các chị lên đơn hàng liền giùm em ngay bây giờ nha, để em trừ hàng trừ size liền trên like cho các chị mình luôn. Rồi xong chưa cả nhà ơi, chia sẻ like và mình lên đơn hàng liền. Giá ngày hôm nay em chốt sale luôn cho các chị mình á là chỉ có 159k mà thôi nha. 159k mẫu đầm này chị nào lấy nhanh tay lên đơn nào. Một trăm năm mươi chín k đầm em đang mặc trên người nha, chất vải châu tôn. Chất vải này là chất vải châu tôn nha cả nhà, mềm mịn êm và mặc mát cho cả nhà mình luôn. Ngày hôm nay shop sẽ sale luôn cho cả nhà mình với giá chỉ có là 159k nha. Chị nào mình ưng mẫu này các chị lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn. Làm mã hàng với số điện thoại cho em nào. Form đầm xề đuôi cá cho cả nhà mình nha. Chất rất là mát luôn. Rồi 159k nha. 159k và em đang có cho mình đủ hàng đủ size. Đủ hàng và đủ size cho cả nhà mình luôn. 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. Ai lấy mẫu này các chị comment đi dùm em ngay bây giờ nha, để em trừ hàng luôn. 1298 và kèm số điện thoại. 159k. 159k một đầm em đang mặc trên người rồi. Xong chưa cả nhà ơi, lên đơn hàng liền dùm em ngay bây giờ để em chốt đơn nha. 159k mẫu đầm này. 1298. 1298 và kèm số điện thoại nào. Rồi tiếp tục nha. Em quay cho mình thêm một cái sản phẩm tiếp theo nữa đây. Rồi ưng mẫu nào các chị nhớ lên đơn hàng này dùm em ngay bây giờ nha, để em trừ hàng luôn nha các chị. Rồi xem kể là em có cả mẫu mới, mà mẫu mới ngày hôm nay cũng sale luôn nha các chị. Rồi đây em lên cho mình một cái mẫu đầm này. Đây các chị ơi, em lên cho mình một cái mẫu đầm phong suông nha. Dạ, ở bên góc màn hình nó có chữ chia sẻ đó chị. Bên góc trái màn hình nè, ngay phía dưới luôn, chị nhìn thấy chữ chia sẻ không? Chị nhìn thấy có cái chữ chia sẻ không? Mình bấm vô đi. Nó sẽ hiện ra các cái mục để mình chia sẻ luôn. Thì mình cứ bấm vô những cái mục đó là ok nha. Rồi, mẫu đầm em đang mặc trên người đây. Mã sản phẩm này là 1312 nha. 1312 đầm này là form suông và nó có cái dây cột eo á. Đây nè, cột trước, cột sau đều được nha. Đây em cột đằng sau. Đỡ trước cho các chị mình xem thử cái form nè.
Đó, cả nhà thấy chưa? Rồi, tầm này là cột trước cũng được luôn, hoặc khỏi cột cũng được luôn. Có túi nha cả nhà, có túi luôn và nguyên một dàn nút cổ phía đằng trước nè. Đây là mẫu mới luôn và cái màu xanh rất là lạ mắt luôn. Mã này là 1312 nha. Sale luôn 199k. Sale luôn 199k mẫu đầm này nha cả nhà nha. Ai lấy mẫu này cái chị lên đơn liền nè, 199k. Cái dây cột eo nè, cột trước cột sau đều được hết nha. Dây cột eo này là cột trước cột sau đều được hết nha cả nhà nha. Rồi chốt luôn trên line này chỉ có 199k thôi nha cả nhà. Vải mềm, êm, mặc mát và thoải mái cho các chị mình luôn. Ưng mẫu này các chị lên đơn hàng để dùm em ngay bây giờ nha, để em chịu hàng chịu size. Mã sản phẩm đầm em đang mặc trên người đây là DA1312 nha. 1312 và kèm cho em số điện thoại luôn. 1312 và kèm cho em số điện thoại, em chịu hàng chịu size nhanh tay nào cả nhà ơi. Ngày hôm nay em chốt luôn trên line này cho các chị mình nha. Chỉ có giá là 199k. 199k mẫu đầm này rồi, chị nào mình lấy nhanh tay nha cả nhà. Comment liền dùm em ngay bây giờ luôn là mã hàng nè, với số điện thoại cho em nha, để em chốt đơn liền trên like cho cả nhà mình luôn. Rồi xong chưa các chị ơi, chia sẻ dùm em nha. Chia sẻ like dùm em luôn trên tường nhà vào nhóm nha. Mẫu đầm này chốt giá là 199k, đủ hàng cho các chị mình luôn. 40kg đến 65kg vừa nha. 40kg đến 65kg là mình mặc vừa mẫu đầm này. Ai lấy mẫu này các chị mình cho em cái mã số và kèm số điện thoại liền nè. Rồi xong chưa cả nhà ơi, nhanh tay mình lên đơn hàng liền dùm em ngay bây giờ nha. Giá em chốt cho mình chỉ có là 159k mà, 199k mà thôi. Rồi tiếp tục qua mẫu khác cho mình ha. Chị nào mình lấy mẫu nào các chị đặt hàng liền dùm em luôn. Mã hàng với số điện thoại liền nào cả nhà. Rồi tiếp tục nha, lên thêm cho mình một cái đầm khác nữa nè. Chia sẻ dùm em nha các chị ơi, tiếp tục xem thêm cho mình đây. Mẫu đầm này của em ngày hôm nay thì rồi em lên đầm tiếp theo là 99k. 99k mẫu đầm tiếp theo, cái này cần gần hết rồi nha. Ai ưng mình lên đơn luôn cho em ngày hôm nay sẽ có hàng cho các chị mình nè. Đây các chị ơi, đầm này 99k luôn, mã này là 1240 nha. 1240 nè các chị, đầm này là các chị có thể giảm size mặc được nha. Cái này nó hết size XL với 2X luôn rồi các chị. Mấy bữa là hồi sáng nay thì còn luôn, nhưng mà hôm nay tối nay thì hết rồi, khách đặt hết trơn rồi. Nhưng mà cái size M này á là coi như 40kg đến tầm 57kg vẫn vừa. Thật sự nè các chị nào coi giảm rất là nhiều. 40kg đến tầm 57kg, thậm chí là đầm này á 60kg vẫn bon chen được luôn á các chị ơi. Này cả nhà nhìn cho em nè. Thứ nhất là cái form đầm này á, là cái form, cái này là set nách nè. Nó set nách này mình mặc không có sợ chặt tay gì hết trơn nha, không sợ chặt bắp tay rồi đó. Rồi thứ hai là cái form đầm này, cái phần eo nó co giãn rất là nhiều. Này các chị mặc thoải mái cho em. Đầm này á, 1240 này là 40kg đến tầm khoảng 58kg mặc vẫn được luôn nha. Giá em sale là 99k. Ai lấy mẫu này các chị lên đơn liền cho em nè. 1240 và kèm cho điện thoại nha. 1240 và kèm số điện thoại, em chốt sale cho mình là với giá 99k. Ưng mẫu này các chị lên đơn liền giùm em nha. 1240 và kèm số điện thoại luôn. 99k mẫu đầm này. Nhanh tay lên nha cả nhà ơi, đặt hàng liền giùm em ngay bây giờ nha. 1240 99k. 40kg đến tầm 58kg mặc vừa nha. 40kg đến tầm 58kg mặc vừa, mẫu đầm này size M luôn nha cả nhà. Mẫu này thì vô tư nha, co giãn rất là nhiều. Rồi chốt luôn 99k. 99k nha, còn size M thôi nha cả nhà. Chị nào lấy đặt liền dùm em nhanh tay nha. Chị Ngọc Châu ok, em chốt đơn hàng. Chị Thi Vũ ok luôn. Rồi chia sẻ like dùm em và mình lên đơn hàng liền nè. 99k đầm em đang mặc trên người. Mã này là 1240 nha. Rồi tiếp tục nha, em xả hàng nữa nè. Chia sẻ like dùm em lên trên tượng nhà vào nhóm nha cả nhà. Để em lên thêm cho mình một mẫu đầm tiếp theo. Chị nào mà lấy mẫu nào đặt liền dùm em nhanh tay nha cả nhà ơi. Tiếp theo lên thêm cho mình một mẫu đầm nữa đây. Ưng mẫu nào các chị nhớ lên đơn sớm giùm em. Mẫu tiếp theo lên cho mình là 1286 đây. Trời ơi các chị ơi, mẫu này hôm nay sale luôn nha. 1286 ngày hôm nay sale xả luôn, 159k thôi.
Này cả nhà ơi, rất là đẹp luôn nha. Đầm này nó có túi 2B màu 240, chị Thanh Kiều ok luôn. Rồi cái vải này nè, cái phần này tay này nè, nó có nhún thun cho mình nha. Đầm này của em là 1286. 1286 nè, đầm này em chốt sale luôn cho các chị mình, chỉ có là 159k luôn nha các chị. Đầm này thì là đủ hàng cho các chị mình luôn, 40kg đến 65kg vừa nha. Cái này em còn một màu nữa nè, ai thích màu này thì các chị lấy cho em luôn. Đây là 1284 nè các chị. Đây là 1284 nè. Đây chị nào ưng đặt liền giá em chốt luôn cho mình là 159k, 1284 và kèm số điện thoại cho em nhé. 1284 thì còn hai size, đó là size L với lại size 2X nha cả nhà. 1284 còn size L với size 2X nha, em xả luôn là 159k nè. Nè nó có hai màu, màu nào cũng đẹp hết trơn á. Rồi sale luôn có 159 thôi. 159k thôi nha cả nhà ơi, chị nào lấy nhanh tay lên đơn liền. 1284 là mẫu em đang cầm và 1286 là mẫu em đang mặc nha. Và mẫu 1286 này là đủ size nha cả nhà. Giá này em chốt luôn là 159k. 159k thôi nha cả nhà. Chị nào ưng mẫu này lên đơn hàng liền giùm em. Ngay bây giờ em chịu hẹn chờ size nha. Rồi chị Lê Hoàng, rồi ok để tí nữa mấy bạn sẽ kiểm tra đơn cho chị Lê Hoàng chị nha. Rồi cả nhà ơi, chị nào mình lấy mẫu nào đặt liền luôn. Nhanh tay nha cả nhà. 1284 mẫu này còn size L với size 2X. Và em đang mặc là 1286 thì có cho mình đủ size nha. Rồi chốt luôn cho mình, giá chỉ có là 159k thôi. 159 thôi nha cả nhà, chị Phương Lê ok lên đơn luôn. Hôm nay mà chị nào gộp đơn hàng từ 597.000 đồng trở lên á, là em sẽ miễn ship toàn quốc cho các chị mình luôn. Ráng mình gộp đơn hàng cho em nha cả nhà ơi. Rồi xong chưa các chị, chuẩn bị em qua mẫu khác nè. Rồi 1284 ok, chị Thanh chúc luôn nha. Rồi em sẽ qua thêm cho mình một cái mẫu đầm khác sale rẻ cho mình nữa nha. Hôm nay sale toàn tập luôn, chị nào mình thích mẫu nào cứ lên đơn hàng cho em nha. Rồi đợi em vài giây nè, em mặc thêm cho mình một cái mẫu đầm khác nữa đây. Hàng hôm nay là coi như là sale rẻ bất chấp rồi, nên là nó có thể hết hàng bất cứ lúc nào. Đã ưng mẫu nào rồi các chị nhớ nhanh tay lên đơn sớm nha cả nhà. Rồi bây giờ em sẽ lên thêm một mẫu đầm tiếp theo nữa nha. VA1247 nè. 1247 nha, em đang mặc cái đầm này là cái size XL lượng nên nó hơi to nha cả nhà. Cái đâu rồi ta? Rồi đầm em đang mặc trên người đây nha, 1247 nha, để em kẹp bớt lại nha. Cái kẹp đâu rồi? Đây. Rồi, cái này em xả hàng luôn. Mã đầm này của em là 1247 nha. Rồi chốt xả luôn 159k, em còn đúng một cái XL và còn lại là 2X cũng tầm mười mấy cái là hết nha. Rồi cả nhà ơi, chị nào mình lấy mẫu này chốt lẹ luôn. Chốt lẹ tay luôn không là hết nè. Một cái size XL và còn lại là chỉ còn 2X thôi. Chốt luôn với giá là 159k. 159k mẫu này, cái này còn màu nữa nè. Cái này là 1248 màu nâu nè. Hai màu, màu nào cũng đẹp hết. Bên em chuyên trung niên luôn chị ơi. Chị vào đây là trúng tủ rồi. Quan trọng là mình thích cái mẫu nào thôi, chứ bên em là chuyên trung niên mà. Đầm trẻ cũng có mà ít lắm. Còn lại những cái mẫu này là trung tủ mặc được hết mà chị Kim Jun ơi. Rồi bây giờ nè, cái chị mẫu này nè, DA1248 nè cả nhà. 1248 nè, mẫu này em còn cho mình size 2X ạ. Còn có 2X mà thôi nha cả nhà. Em chốt luôn nha, 159k. Hai mẫu này em sao đồng giá 159k. Chị nào mình lấy đặt liền giùm em, nhanh tay nè cả nhà. 159k thôi nha. Đầm này nó có túi hai bên nha. Lụa mango êm mềm và mặt mát luôn. Phía trước là nút gỗ cho các chị nè. Đó, nguyên một dàn nút gỗ nè. Rồi, ok chị Thanh chúc 1248 chốt sale xả 159k cho chị nè. Chị nào mình lấy mẫu nào cứ lên đơn hàng cho em nha. Ngày hôm nay sale rất là rẻ luôn nha. Rồi, ưng mẫu nào các chị nhanh tay nào cả nhà. 1248 màu nâu còn 2X. 1247 thì còn một cái XL với lại còn lại 2X nha. Chốt luôn là 159k. 159k thôi cả nhà ơi. Chị nào ưng đặt hàng nhanh tay lên nha các chị. Ưng mẫu nào các chị lên đơn hàng ngay bây giờ cho em là mã với số điện thoại em chốt đơn. Rồi hàng này là hàng lẻ size rồi nha cả nhà. Và sale rất là rẻ nên nó có thể hết hàng bất cứ lúc nào nha. 1248 nè. Và em đang mặc là 1247 nè. 159k thôi nha các chị. 159k thôi nha. Chị nào mình lấy mẫu nào đặt liền giùm em ngay bây giờ nha. Để em chốt sale luôn cho các chị nè. 159k thôi.
Rồi ok chị Trần, chị Tâm Thu 1247 nè. Rồi chị Thanh Trúc ơi, đầm này là 1247 nha chị ơi, không phải 1257 đâu, đầm này là 1247. Ok chị Thanh Trúc chốt luôn nè, 159k luôn. Rồi chị nào ứng đặt liền. Bây giờ rẻ và đẹp à, mà ai bỏ qua tiếc lắm đó, vì thực sự rất đẹp. Cảm ơn chị Lê Hoàng nhiều. Đó cái chị ơi, chị Lê Hoàng là mua rồi là chị biết nè. Ngày hôm nay là tại vì em chuyển kho nên là em xả hàng rất là rẻ. Rồi chị nào lấy đặt liền giùm em nha. Rồi cho em có thể cho chị cho xem lại mẫu mới để chị chút. Mẫu mới em nhiều lắm chị, mình muốn xem mẫu nào chị, tại vì em nhiều mẫu mới lắm. Rồi à, hoặc là mình chị quên mã à. Mình biết tại giùm em mẫu đó như thế nào chị Lê Hoàng nha. Ok chị Hoàng Dung 1248 1247 luôn, hai mẫu luôn, 159k thôi nha cả nhà. Hôm nay xả hàng cực kỳ rẻ luôn á các chị ơi, lên đơn hàng ngay bây giờ em chốt luôn nha. 159k thôi. Rồi có túi luôn nha, hàng em bao chất lượng luôn. Tiếp tục em chuyển mẫu khác cho cả nhà mình nè. Chia sẻ like giùm em luôn trên tường và vào nhóm nha các chị. Rồi bây giờ em sẽ lên thêm cho mình một cái đầm nữa nha. Ai lấy mẫu nào các chị nhớ lên đơn liền giùm em. Bây giờ để em xem ta. Lên cho mình cái đầm ôm body đi. Lên cho mình cái đầm ôm body mẫu mới đây nè. Mã đầm tiếp theo là 1321. Đây 1321 à, có những cái mẫu chiếc lá vàng dài. À à rồi ok, em biết mẫu đó rồi. Chờ em à, chị chờ em một chút xíu nha, tí nữa em mặc mẫu đó cho chị xem nha. Rồi mẫu đầm em đang mặc trên người đây 1321 nha. Đầm này em sale luôn cho cả nhà mình nè. 199k mẫu đầm này. Đây các chị nhìn cho em nè, nó có xẻ tà hai bên như thế này nha. Và nó có điểm nhấn là cái phần xoắn eo ở đây. Cái chị mặc lên người nó sẽ che cái điểm vòng bụng rất là tốt luôn nha cả nhà. Rồi mẫu đầm này em chốt sale luôn cho cả nhà mình với giá là 199k nha. 199k mẫu đầm này, chị nào lấy nhanh tay lên đơn hàng mình dùm em ngay bây giờ nha, em chuyển hàng luôn. Nhanh tay các chị ơi, 199k mẫu đầm này nha. Chị nào mình lấy mẫu nào các chị lên đơn hàng sớm dùm em ngay bây giờ nha, em chuyển hàng luôn. Rồi chốt đơn liền dùm em nha các chị ơi, mẫu đầm này chốt sale với giá chỉ có là 159k. Vải nó có co giãn nha, vải này chất away co giãn là 4 chiều cho các chị mình luôn. Rồi 40kg đến tầm khoảng là 65kg vừa. Cái này nó còn một màu nữa nha cả nhà. Cái này nó còn một cái màu nữa nè, màu nâu. Đâu rồi màu nâu đây nè. Màu nâu là 1322 nha các chị ơi. 1322 màu nâu nè, hai màu cho mình lựa chọn rồi. Em chốt sale luôn cho mình là 199k. 199k thôi nha cả nhà ơi. Từ 40kg đến 65kg vừa, chị nào lấy nhanh tay lên đơn nha. Rồi ưng mẫu nào các chị chốt đơn hàng này giùm em ngay bây giờ ha. Mã hàng nào với điện thoại em chốt đơn liền. Nhanh tay nha cả nhà ơi. 1322 màu nâu, 1321 là màu vàng. Hai màu cho mình lựa chọn luôn. Và em sale ngày hôm nay cho các chị mình nha, là giá chỉ có là 199k thôi nha. 199k thôi, chị nào mình thích mẫu này lên đơn hàng thì giùm em ạ. À. 1321 màu vàng, 1322 màu nâu. Đó, hai màu luôn. Hai màu luôn cho các chị mình nha. Giá chốt là 199k. 199k mẫu đầm này, chị nào mình thích mẫu này lên đơn liền ngay bây giờ. Làm mã hàng với điện thoại luôn, 199k thôi nha các chị, rất là rẻ luôn. Vải này thì bao mềm bao mát luôn nha các chị, và có co giãn rất là nhiều luôn. Rồi ai ưng mẫu nào các chị lên đơn liền nào. Bây giờ em sẽ lên xem kẻ luôn là mẫu mới luôn nha. Đây, à mẫu này cũng mẫu mới nè. Và tiếp tục em có thêm một mẫu nữa cho các chị mình đây. Đợi em một chút xíu nha. Rồi chị nào mình lấy mẫu nào nhanh tay nha cả nhà ơi. Hôm nay mình ráng gom hàng nha. Ưng mẫu nào các chị chốt đơn liền giùm em nha. Mẫu tiếp theo lên sàn cho cả nhà mình đây. 1325. Một ba hai năm nha cả nhà ơi. 1325 mẫu đầm này nha. Rồi mẫu đầm này em sẽ có cho mình là
Mẫu đầm này em sẽ có cho mình là 4 size nha, M, L, XL với lại là 2X nha. Mã sản phẩm này là 1325. Rồi đầm này thì em hôm nay sẽ sale cho các chị mình luôn có 279k thôi. Mã này là 1325, chị nào lấy đặt liền nào, 1325 và kèm số điện thoại 279k mẫu đầm này. 279k mẫu đầm em đang mặc trên người nha. Đầm có túi hai bên, phía trước nó có nút gỗ cho cả nhà mình luôn nha. 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa mẫu đầm này. Ai lấy mẫu này các chị mình lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn là mã nè, với điện thoại chốt đơn. Nhanh tay nha cả nhà ơi. Rồi mẫu đầm này là em chốt luôn là 279k nha, màu rất đẹp. Đầm này em có đủ size và đang bán rất là chạy luôn cả nhà ơi. Mẫu này đang bán rất là chạy luôn á. Ai ưng mẫu này các chị lên đơn liền nha, giá em chốt là 279k, màu đẹp quá chừng. Form đây là chuẩn form luôn nha các chị ha. Có dây khóa kéo phía đằng sau cho cả nhà mình luôn. Từ 40kg đến 65kg vừa mẫu này. À mẫu này đúng rồi đúng không chị Lê Hoàng? Rồi chị nào ưng đặt liền giùm em nha. Mẫu này em chốt sale luôn trên live, giá chỉ có là 279k. 279k mẫu đầm này thôi. Rồi chị nào mình lấy nhanh tay nha cả nhà ơi. Lên đơn liền giùm em nè. Rồi 1325 nha cả nhà. 1325 chốt giá 279k, đẹp xuất sắc luôn. Chất lụa mango ha, mềm mịn êm mát và nó có co giãn cho các chị. Cái vải này mình mặc là không có sợ nhăn nhầu đâu nha. Rồi chị nào mình ưng mẫu này thì cứ lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn. Làm mã số sản phẩm với số điện thoại liền cho em nào. Nhanh tay lên các chị ơi, 1325 và kèm cho em số điện thoại nha. 1325 và kèm cho em số điện thoại, em trừ hàng sale luôn trên line này cho các chị mình. Với giá chỉ có là 259k mẫu đầm này. À 279k mẫu đầm này. 279k chị nào ưng đặt liền giùm em nha. Rồi chị ghi mã lại giùm em luôn chị Lê Hoàng nha, 1325 nha. Rồi để mấy bạn sẽ kiểm tra lại coi cái mẫu này chị có đơn chưa. Nếu chưa là mấy bạn sẽ lên đơn luôn cho mình nha. Rồi bây giờ em sẽ lên thêm cho mình một cái mẫu đầm khác đây. Ưng mẫu nào các chị lên đơn hàng sớm giùm em ngay bây giờ luôn. Mã hàng vừa điện thoại nào. Rồi đợi em một chút xíu nha, em sẽ chuyển thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo nha. Chia sẻ like giùm em luôn trên tường nhà vào nhóm nha cả nhà. Đợi em vài giây nha, em chuyển qua thêm cho mình một mẫu đầm khác nữa đây. Rồi đây em có 1300. 1300 ngày hôm nay sale luôn nè. Một 300 nha cả nhà ơi. Rồi đầm này em sẽ có cho mình là 4 size M, L, XL với lại 2X cho các chị mình nha. Mã này là DA1300. Rồi em có cho mình 4 size M, L, XL với lại 2X. Ngày hôm nay sale luôn cho mình chỉ có 199k mà thôi ạ. 1300 và kèm số điện thoại cho em nha, 199k mẫu đầm này. Hàng đủ size nha các chị ơi. Từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa luôn đó nha các chị. Ngày hôm nay em chốt sale luôn có 199k mà thôi. Mã này là 1300 nha. 1300 nè, form lên rất là chuẩn form. Rồi đây các chị ơi, mình ghi chùm em nè, họa tiết nè, form dáng đầm nè. Eo là nhánh ngang của chỏ tay như thế này nha. Các chị đo eo cũng vậy, đo ngang của chỏ tay là chính xác nha cả nhà ha. Cái tay này cũng tới đây thì mình cử động nó thoải mái, không có bị chật nè. Đầm này của em với mã sản phẩm là 1300 và ngày hôm nay em sale là 199k nha. 199k mẫu đầm em đang mặc trên người. Rồi chị nào mình lấy mẫu này nhanh tay nào cả nhà. 199k đầm em đang mặc nha. 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa luôn. 40kg 65kg là vừa mẫu đầm này luôn. Ai lấy mẫu này các chị lên đơn liền giùm em ngay bây giờ nha. Để em trừ hàng trừ size luôn nào cả nhà. Xong chưa các chị ơi, mẫu đầm này em chốt là chỉ có 199k nha. Tiếp tục săn sale 99k nha cả nhà. Đầm phong suông, cái này còn 3 cái cuối cùng và mỗi size 1 cái. Một cái M, một cái size L và một cái 2X. Các chị ơi, mẫu đầm này là 1241 nha. Mẫu này là 1241, 99k, quá rẻ luôn. Đầm phong suông và mẫu này nó có túi hai bên. Nó có túi hai bên luôn nha cả nhà nha. Vải này là vải lụa nha các chị, chất vải lụa nha. Lụa hàn, chất vải lụa hàn mặc rất là mát. Rồi em sẽ là 99k. Mã này là DA1241 ạ.
Mã này là DA124199K, chia sẻ like và mình đặt liền nè. 99K mẫu đầm em đang mặc trên người, ai lấy mẫu này các chị đặt cho em nè, 1241 và kèm cho em số điện thoại luôn, 99K. 99K mẫu đầm này nhanh tay nha cả nhà ơi, 1241 và kèm cho em số điện thoại luôn. 1241 và kèm cho em số điện thoại luôn, 99K. Nhanh tay nha cả nhà ơi, nhanh tay nào các chị, giá em sale là 99K mẫu này. Một cái M, một cái size L, một cái 2X rồi, chốt lệ luôn nha cả nhà, 99K mẫu này. Rồi đầm em đang mặc trên người chị nào ơn đặt liền luôn. Lên đơn liền dùm em nha, mã này là 1300, em sale với giá là 199K mẫu đầm này nha. 1300 và kèm cho em số điện thoại luôn. 1300 và kèm số điện thoại 199K. Dây khóa kéo là phía đằng sau nha các chị. Dây khóa kéo phía đằng sau cho mình luôn. Và mẫu đầm này hiện tại là giá được cái sale ưu đãi nha. Chứ bình thường là đầm này bán là 299. Bây giờ mình được chốt luôn còn có 199K thôi. Ưng mẫu này các chị nhớ lên đơn liền dùm em. Rồi chị Kim Dung 1241, chị ơi thêm cho em số điện thoại và nhớ chia sẻ like dùm em chị nha. Rồi ai lấy mẫu nào các chị lên đơn liền dùm em nha. Các chị lưu giúp em là 99K là áp dụng cho khách có chia sẻ nha. Không chia sẻ là không lên đơn được đâu. Nhớ chia sẻ like dùm em ạ. Bây giờ em sẽ lên thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo nữa đây cả nhà. Đợi em vài giây nhé. Ưng mẫu nào các chị nhớ lên đơn hàng sớm giùm em. Nhanh tay nha cả nhà. Rồi bây giờ nha các chị, em sẽ lên cho mình một cái mẫu đầm này. 99K tiếp theo nha. 99K tiếp theo cho nhà mình đây. Trời ơi, giá siêu yêu thương luôn. Giá này mà chị nào không săn được là cực kỳ tiếc nha. Mẫu tiếp theo của em đây cả nhà ơi, 1316 nha các chị. Một cái mẫu đầm ôm body cho các chị mình luôn. Có hai lớp và vải có co giãn cho các chị nha. Thiết kế cổ độ nè và dây khóa kéo phía đằng sau cho các chị ha. Đầm em đang mặc trên người đây với mã sản phẩm này là DA1316 rồi, chốt luôn 99K mẫu đầm này nha. 99K mẫu đầm này nha. Chị Kim Dương, chị Trần Thanh Trúc ơi nhớ chia sẻ nha cả nhà. Để mà em chốt sale giá 99K cho mình nha. Không chia sẻ là sẽ không được lên đơn đâu các chị ơi. Rồi đầm em đang mặc đây 1316 nha. 1316 em chốt đơn ngay bây giờ cho các chị mình luôn. Chỉ có giá là 99K. 99K mẫu đầm em đang mặc trên người. Ai lấy mẫu này lên đơn liền giùm em. Ngay bây giờ em chịu hàng nào có 99K đầm em đang mặc thôi nha. Đó, một màu duy nhất không có màu khác nha. Chị nào mình ưng mẫu này lên đơn liền giùm em. Ngay bây giờ em chịu hàng luôn. DA1316 và kèm cho em số điện thoại nè. 1316 và kèm số điện thoại, chốt sale với giá chỉ có là 199K. Rồi chị nào mình lấy mẫu này các chị lên đơn hàng sớm ngay bây giờ cho em luôn. Làm mã hàng với số điện thoại cho em là các chị ơi, 1316. 1316 và kèm cho em số điện thoại nha cả nhà. 1316 và kèm cho em số điện thoại, ngày hôm nay em chốt sale luôn chỉ có giá 99K. Đầm này là sẽ có 4 size nha, M, L, XL với lại 2X luôn. Từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa mẫu đầm em đang mặc trên người nha. Chị nào mình lấy mẫu này đặt cho em nào. 1316 và kèm cho em số điện thoại luôn, 99K em đầm này. 99K em đầm này nha cả nhà ơi, ai lấy mẫu này các chị đặt liền. 1316 và kèm số điện thoại luôn, 99K. Vải mềm, chất êm và mặc rất là mát. Và vải này nó sẽ có co giãn cho các chị mình luôn nha. 40kg đến 65kg vừa. Lên đơn liền dùm em là 99K mẫu đầm này, quá rẻ luôn các chị ơi. Quá rẻ luôn, chị nào mình lấy mẫu này lên đơn liền dùm em nha. 1316 và kèm số điện thoại luôn. Nhanh tay nha cả nhà ơi, giá ngày hôm nay em sale đặc biệt trên livestream này với giá chỉ có 99K mà thôi. 1316 nha cả nhà. Tiếp tục em sẽ qua thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo nha. Đợi em một chút xíu nha, em sẽ chuyển qua thêm cho mình một cái mẫu đầm khác. Ưng mẫu nào các chị nhớ lên đơn hàng này dùm em ngay bây giờ nha, em chịu hàng. Mẫu đầm tiếp theo lên sale cho các chị mình là 1324 nha.
Rồi, đầm em đang mặc trên người 1324. Đầm này ngày hôm nay em sale luôn 199k. Hàng mới luôn nha các chị. Hàng mới bên em luôn mà em sale luôn còn có 199k mà thôi. 4 size cho các chị mình lựa chọn luôn nha. M, L, X, L với lại 2X nè. 4 size M, L, X, L và 2X từ 40kg đến tầm 65kg là vừa. Ngày hôm nay em sẽ chốt sale luôn cho các chị mình có 199 mà thôi. Phía trước nó có nút cho các chị mình nè. Túi này là túi thiệt luôn nha cả nhà. Rồi 199k thôi. Mã này là 1324 nha các chị, phải nó có co giãn nha. Cái chất nó có co giãn là cực kỳ êm luôn. Rồi, ngày hôm nay em sale luôn cho cả nhà mình đây 199k bộ đầm này. Rồi nhanh tay mình lên đơn hàng sớm ngay bây giờ cho em nào. Làm mã nè, với điện thoại luôn. 1324 và kèm số điện thoại cho em nha. 1324 và kèm số điện thoại sale với giá chỉ có 199k. Rồi, chị Lê Hoàng cái 1316 em đang mặc hôm qua chị nhận được mặc ôm dáng gọn thon gọn đẹp lắm. Trời ơi, em cảm ơn chị Lê Hoàng. Chị Lê Hoàng là dáng chị rất là đẹp, mặc cái mẫu này là đúng ok luôn. Rồi, các chị ơi, nếu là cái mẫu đầm này chị nào ưng đang nhớ nhanh tay nha. Đó, chị Lê Hoàng nhận được hàng khen rồi. Chị Lê Hoàng nhận được hàng khen rồi thì hôm nay các chị nào ưng mình lên đơn luôn. Mã này là DA1314, em chốt cho mình chỉ có giá 99k ngày hôm nay thôi nha. 1314 99k thôi. Rồi các chị ơi, đầm em đang mặc trên người nha. Mã đầm này là DA1324, ngày hôm nay em sẽ sale luôn cho các chị mình. Chỉ có là 199.000 đồng và em sẽ có cho mình 4 size M, L, XL với lại 2X luôn. Ưng mẫu này các chị nhớ đi đơn hàng ngay bây giờ cho em nha. 199k, 199k mẫu đầm này nha cả nhà. Rồi các chị ơi, em có cái đầm này 99k nha. Mã này là 1256. Còn vẫn còn nha, nhưng mà còn gần hết rồi, còn có vài cái thôi nha. 1256 nha cả nhà ơi. Em còn có 3 cái cuối cùng nha. Em chốt luôn cho mình là giá 99k mẫu này. Em còn 3 cái cuối cùng em chốt giá 99k với mã sản phẩm này là DA1256 và kèm trên điện thoại nha. 1256 và kèm trang điện thoại nha cả nhà. Giá em chốt cho mình là chỉ có là 99k nha. 99k chị nào ưng đặt hàng sớm giùm em chuyển hàng chuyển size. Rồi, màu trắng sữa có sợi chỉ kim tuyến nhuyễn đẹp mà. Em dạ em cảm ơn chị Lê Hoàng đó, cái mẫu đầm 1314 đó chị nào ưng mình đặt hàng nha cả nhà, giá 99k cực kỳ rẻ thực sự, về nhà các chị nhận được hàng là bất ngờ luôn á. Cái mẫu này nè, mẫu này nhìn bên ngoài là còn nhìn bên ngoài là đẹp hơn trên like rất là nhiều luôn á, 1314 á. Cái chất nè, em cho mình xem cận cảnh nè. Cái vải chị Lê Hoàng đang khen nè. Đó, cái vải của nó ở bên ngoài như thế này nè. Rồi, bây giờ nha cả nhà ơi, tiếp tục đầm 99k tiếp theo là có cái mẫu đầm này là 1256 nha. Đầm này nó có túi luôn nha và em còn size L thôi. Vải nó có co giãn luôn và em sale là 99k nha. Chất vải này là thun 3D nha cả nhà. Sale với giá 99k. Còn cho mình có 3 cái cuối cùng nha, ai nhanh là được, ai chậm mất hàng. Rồi, đầm em đang mặc trên người là 1324 sale giá 199.000 đồng nha. 1324 sale giá 199k mẫu đầm em đang mặc trên người. Ơn mẫu này các chị lên đơn liền cho em nào. Tiếp tục nè, em qua mẫu đầm tiếp theo nha. Mình đợi em vài giây nha. Em qua thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo. Ai lấy mẫu nào các chị nhớ nhanh tay lên đơn liền giùm em ạ. Rồi, chia sẻ like dùm em luôn trên tường nhà cũng như chia sẻ vào các cái nhóm dùm em nha. Chờ em một chút xíu nha, em chuyển qua mẫu khác nè. Rồi, mẫu tiếp theo một cái đầm form suông. Mẫu tiếp theo lên đầm phong xuân 1311. Đây này các chị ơi, 1311 mẫu đầm này nha. Mẫu này nó có cái dây, dây này là dây rờ luôn. Thì mình cột trước cột sau tùy ý mình đều được nha các chị nha. Hoặc là không cột cũng được luôn. Cái này tháo ra được luôn nha cả nhà. Rồi mẫu đầm này là 1311. Em chốt sale 199k. Đây là một cái mẫu mới bên em luôn nha cả nhà. Mẫu mới luôn á, mà sale chỉ có 199 thôi. Đầm này nó có túi hai bên luôn nha chị ha. Rồi chị nào mình ưng đặt hàng liền dùm em, ngay bây giờ em chuyển hàng chuyển size. Mã đầm này là DA1311 nha. Cái vải này nó có cái đường gân tâm nè. Đó, cổ tiên cho các chị ha. Rồi sale luôn 199k. Màu rất đẹp. Cái màu này rất đẹp luôn các chị ơi. Đó, suông thì rất là dễ mặc rồi, ai mặc cũng được.
Cột trước cột sau ok hết, nhiều khi 6, 7, 6, 8 ký cũng được nữa. Chị nào mà eo hay là vòng bụng to nè, có thể lấy mẫu này mặc được. Mã này là 1311 nha cả nhà. 1311 nha, em chốt sale luôn cho mình ngày hôm nay là 199k. Chị nào mình lấy mẫu này các chị lên đơn hàng để giùm em nè, 1311 và kèm số điện thoại nè. 199k, đầm em đang mặc. Nhanh tay nha cả nhà ơi, lên đơn hàng ngay bây giờ cho em nè. 1311 kèm số điện thoại sale giá 199k. Dạ mẫu này là mặc chui nha chị nha. Rồi đầm này có túi hai bên cho cả nhà mình luôn. Sale luôn cho mình là chỉ có 199 thôi. Đó, rất là xinh luôn nha cả nhà ơi. Ưng mẫu này thì các chị lên đơn liền luôn. 1311 và kèm cho em số điện thoại. 199k. 199k thôi nha cả nhà. Chất này bao mát luôn. Chất này bao mát luôn ha. Có túi nữa thì rất là tiện luôn. Rồi 199k thôi nha cả nhà. Mã này là 1311. 1311 và kèm số điện thoại luôn. Rồi xong chưa cả nhà ơi, chuẩn bị qua mẫu khác nè. Rồi đầm này em sẽ là 199k. 199k bộ đầm này, chia sẻ like dùm em và mình lên đơn hàng liền ngay bây giờ nha. 199k thôi. Rồi tiếp tục nha, em sẽ chuyển qua thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo. Chị nào mình lấy mẫu nào nhớ nhanh tay lên đơn hàng liền dùm em nha. Rồi đợi em một chút xíu nha, em sẽ chuyển qua thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo nữa đây. Đây một cái mẫu đầm này 1292 rất là xinh. Ngày hôm nay short sale luôn. Đây cả nhà ơi. Nó hết hàng, mẫu đó hết hàng rồi chị Kiều Anh lên. Mẫu đó đâu còn nữa đâu. Rồi bây giờ đầm này của em là DA 1292. Mẫu 292 đầm này em sẽ có 4 size ML, XL với lại 2X nha. Rồi hôm nay em sale luôn cho mình giá sập sàn nè, 199k. Ủa, sao kiểm tra hệ thống cái mẫu đó vẫn còn ta? Đâu để em xem coi, có ở đây không? Bữa trước là kiểm tra nó hết hàng từ mấy bữa trước rồi, lâu rồi. Hôm nay có hàng à. Chờ em một chút nha, em xem coi nè. Em không biết nữa, sao hệ thống ghi hay ghi là có một cái size M với lại là hệ thống ghi có một cái M với lại ba cái XL. Mà giờ em thấy ở đây nó có một cái size M à. Thôi để chị mặc size gì vậy chị ơi? Chứ tại vì cái đầm này thôi để chắc chắn nhất thì chắc là tạm thời chốt size M chút đi. Còn em không biết là cái XL nó ở đâu nữa, thấy hệ thống ghi nhập ba cái XL mà em ở đây không, phòng này em không thấy. Không biết có trên kho hay không nữa. Cái này 1294 bán rất là chạy. Mẫu này chị nào ưng thì cứ lên đơn đi cả nhà. Rồi. Em sale là 299k. 1294. Nhưng mà bây giờ nó còn có. Thôi được rồi, chốt luôn. XL chắc là có kho nhập. Bây giờ các chị chốt luôn đi ha. Nếu mà ngày mai có là mấy bạn sẽ sẵn luôn đi ha. Giờ đó em, tại vì em thấy kho nhập hệ thống là nó còn một cái M với 3XL. Đầm này nè cả nhà. Mặc lên là tự động ôm vô chứ các chị đừng thấy nó hở vậy các chị sợ mặc rộng nha, không có đâu. Mặc vô nó ôm vô hết à. Nó không bị hở gì đâu. Rồi cái này em còn một cái M, ba cái XL 199 luôn đi. Đáng lẽ mình mua là 299k nhưng mà giờ còn có 4 cái thì em xả luôn 199k nha. Che lên móc cho các chị nhìn cho dễ nè. 199k, đầm này là vải lụa Nhật. Trời ơi, siêu phẩm đó các chị. Thật sự luôn á. Giờ em còn có 4 cái nên em phải sale giá này nha. 199k, 1294. Ai mà đã thấy mẫu này của em rồi, em mặc rồi thì các chị nhanh tay hốt liền luôn nha các chị. Cái mẫu này là khỏi cần phải nói gì rồi. Đầm này em bán siêu chạy hàng và nó hết hàng cũng lâu rồi. Tự nhiên hôm nay kiểm tra lại thì có nè. Có túi hai bên nha, một cái M với lại ba cái size L, sale 199, mã này là 1294. 1294 ai lấy mình lên đơn nha, sale luôn, em giảm cho mình 100.000 luôn. Đầm có túi luôn 1294, chị nào ưng đặt liền luôn. Chị Lê Hoàng 1294 rồi. Ok chị nè. Rồi em chào chị. Em chào chị Thanh nè, em chào chị Thanh Lịch Dương nè, chào các chị mình mới vô nha. Hôm nay cả nhà tranh thủ săn sale nha cả nhà ha. Rồi đây cái chị 1292 em đang mặc trên người, sale là 199 nha. 1292 sale giá 199k, chị nào lấy đặt liền giùm em luôn. Lên đơn liền nào các chị ơi, mẫu đầm này hôm nay sale rất là rẻ luôn nè. Rồi mã sản phẩm này là 1292. 1292 kèm số điện thoại 199k, chất vải lụa mango êm nè, vải mềm chất mát nè, mặc thoải mái luôn nha. Rồi ok chị Thanh Lịch Dương nha. Rồi đầm có túi hai bên nha.
Dạ rồi, ok chị Lê Hoàng ạ. Rồi bây giờ đầm em đang mặc 1292. 1292 nha cả nhà. Ngày hôm nay shop sẽ sale luôn cho các chị mình với giá chỉ có là 199k. Đầm này mà chị nào có bầu bì bon chen vẫn được nha. Tại vì cái form này nè, cái đầm này nó có cái dây rút ở đây nè. Đó thì chị nào có vòng bụng thì mình kéo lên là mình mặc rộng thoải mái luôn nha. Rồi đầm này em chốt sale luôn cho mình là 199k. Chị nào mình thích mẫu này cứ lên đơn liền giùm em ngay bây giờ nha, để em lên đơn luôn. Nhanh tay nào cả nhà ơi, 1292 và kèm cho em số điện thoại nè. 1292 và kèm cho em số điện thoại, em chốt sale luôn là 199.000 đồng, 40kg 65kg vừa. Rồi các chị ơi, đầm này nha, 99k là còn đúng 2 cái luôn là hết sạch rồi nha cả nhà. 1255 99k, 1255 còn đúng 2 cái L. Ai chưa đặt là đặt liền hôm nay luôn nha cả nhà, chứ không còn đâu. Đầm này em còn đúng 2 cái thôi. Hai cái cuối cùng size XL, có chị nào vừa hay không nè? XL nha. Nhưng mà cái form chữ A thì quá dễ mặc rồi, bình thường mặc size L thì vẫn mặc XL được nha các chị. Bình thường chị nào mặc size L thì vẫn mặc size XL được nha. Mã này là 1255 nè. Đầm này vải co giãn rất là nhiều. Và đầm này nó có cái nút cho mình nè, đính nút ngọc trai cho các chị mình nè. Rồi em sale luôn cho mình với giá là chỉ có 99k, còn đúng 2 cái em treo đằng sau nha. 99k luôn nha cả nhà ơi. 1255 99k, chị nào lấy đặt liền 1255 nè, đầm chữ A. Rồi đầm em đang mặc trên người là 1292 sale với giá chỉ có là 199.000 đồng. 199.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người, chị nào mình lấy đặt hàng liền giùm em ngay bây giờ nha cả nhà ơi. Chia sẻ like giùm em luôn trên tường nhà vào nhóm nha. Rồi bây giờ em sẽ lên tiếp tục thêm cho mình một mẫu đầm khác nữa đây. Ơn mẫu nào thì các chị nhớ lên đơn hàng này giùm em ngay bây giờ luôn nha cả nhà. Rồi đợi em một chút xíu, em lên thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo nữa đây nè. Rồi ngày hôm nay sẽ toàn tập luôn nha các chị ơi. Rồi để em lên luôn cho mình mẫu đầm này 1274 này, em xả luôn nè. Đây các chị ơi, 1274 em xả hàng luôn nha. Rồi cái váy phía sau 99k có size M, form suông. Mẫu nào chị ơi? Đằng sau thì nó có form chữ A chứ không phải form suông. Cái đầm 1255 nó hết size M rồi chị nha. 1255 nó chỉ còn XL thôi. Giá sale là 99k. Rồi mẫu đầm em đang mặc trên người nè. Rồi tí nữa mấy bạn kiểm tra còn hàng mấy bạn sẽ chốt chị Thu Phương nha. Rồi đầm em đang mặc trên người đây là 1274. 1274 có đủ size và các chị ơi, ngày em xả hàng 139k thôi. Cảm ơn chị Thúy Kiều đã chia sẻ like ạ. À. Rồi cả nhà nhớ chia sẻ nhiệt tình giùm em nha. Cái này đẹp lắm nhé, mới lấy hàng lúc chiều. Em cảm ơn chị Kim Yến Mùi rất là nhiều. Đó, cả nhà thấy khách bên em nhận được hàng khen rồi thì các chị yên tâm chưa ạ? À? Mã đầm này là 1274 nha cả nhà. Mẫu đầm này các chị về nhà nhìn hàng còn thích mê về cái chất vải của nó được cơ. Cái vải này nó mềm lắm, nó mềm, nó êm và nó mát và nó có co giãn cho các chị mình luôn. Rồi đầm này em chốt sale luôn cho mình với giá chỉ có là 139k. Đầm phía trong là 1256 chị ơi. Cái đầm này nó form không phải là form suông đâu, mà nó cũng hơi là form xề chữ A á chị. Form xề chữ A nhẹ đó. Đầm này là 1256, em sale là 99 và em còn size L. Mẫu này còn size L thôi cả nhà ơi, không còn size M đâu. 1256 99k luôn nha, vải thun 3D co giãn rất là nhiều, có túi hai bên. Đầm này em sale là 99k, 1256 đúng rồi, 1256 99k luôn nha cả nhà. Rồi ai lấy mẫu nào các chị lên đơn hàng sớm giúp em luôn. Mã đầm em đang mặc đây là 1274 nha. Rồi 1274 giá em chốt cho mình luôn là chỉ có là 139k nha. 139k bộ đầm này 1274. Vải mềm, chất êm, mặc rất là mát và có co giãn cho các chị mình luôn. 40kg đến 65kg vừa nha cả nhà. Ừ. 56kg mình mặc tầm size. Chị cho em thêm vòng eo được không chị Kim Jun ơi? Cho em thêm chiều cao hoặc là cho em thêm cái vòng eo nữa. Càng thông tin đầy đủ càng tốt, bên em sẽ tư vấn kỹ hơn.
Tại vì cùng 56kg đó, có người sẽ mặc size L, mà có người thì mặc size XL, nên là em chưa có dám chắc chắn được. Rồi, đầm em đang mặc trên người chốt sale là giá 139k rồi nha cả nhà, mã 1274. Đầm da beo đằng sau đó là 1294 chị ơi. 1294 thì còn một cái M với lại ba cái L nha. 1294 còn một cái M với ba cái L, em sale luôn cho các chị mình. À, 1m5, 56kg vậy mình mặc XL chị Kim Dung nha. Rồi các chị ơi, 1294 sale 199k nha. Ai lấy mẫu này nhanh tay nào các chị, một cái M với lại ba cái XL là hết hàng nha. 199k. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1274 lên đơn liền giùm em nào. 1274 và kèm cho em số điện thoại sale 139k nha cả nhà. 139k 40kg đến 65kg là vừa, phía đằng sau là dây khóa kéo cho các chị mình luôn. Chị nào mình lấy mẫu này các chị lên đơn hàng đi giùm em ngay bây giờ nha cả nhà. 1274 và kèm số điện thoại luôn. 139k, 139k thôi cả nhà ơi, nhanh tay mình lên đơn liền nào. Tiếp tục nha, em qua thêm cho mình một mẫu đầm khác nữa đây. Ưng mẫu nào các chị nhớ lên đơn hàng đi giùm em ngay bây giờ luôn ạ. Comment cho em mã hàng với số điện thoại liền cho em nhé. Tiếp tục đây, em lên thêm cho mình một mẫu đầm nữa, 1279 nha. Một cái mẫu đầm sơ mi ha, sao sập sàn luôn. Đây này cả nhà ơi, 1279 nha. Mẫu đầm này em chốt luôn 199k mà thôi. Ok chị Hương Mai, 1294 cho chị Hương Mai nè. Rồi, đầm, ủa, khoa, à đầm, ok, đầm da beo 1294 đúng không ạ? Rồi, đầm em đang mặc trên người đây là 1279 nha. 1279 em sale là 199k. Đây, đầm sơ mi họa tiết dây xích rất là sang nhá, form, cổ sơ mi chuẩn form cho các chị mình nè. Vải này nó có co giãn cho các chị mình luôn, trắng sọc rồi, tí nữa em sẽ mặc nha. Rồi đầm em đang mặc trên người đây với mã sản phẩm 1279 chốt luôn cho mình với giá là 199k. Giá các chị mua bình thường sẽ là 299 nha. Và riêng trên line này các chị được chốt luôn, chị còn có giá là 199.000 đồng mẫu đầm này. 199k mẫu đầm em đang mặc trên người. Ai lấy mẫu này các chị đặt hàng liền giùm em nè. Ngay bây giờ em chịu hàng DA1279 nha cả nhà ơi. 1279 và kèm cho em số điện thoại luôn. Nhanh tay nha các chị, vải này mềm êm mát, có co giãn, không có bị nhanh nhầu luôn. 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa mẫu đầm này nha. 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa mẫu đầm này. Ai lấy mẫu này các chị lên đơn liền. Mã này là DA1279 nha. Phía đằng sau là dây khóa kéo nè. Phía sau là dây khóa kéo cho các chị mình nè. Rồi đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1279 chốt luôn 199k. 199k mẫu đầm này chị nào lấy nhanh tay đặt liền giùm em. 1279 và kèm cho em số điện thoại luôn. Nhanh tay nha cả nhà ơi. Lên đơn hàng liền em chịu hàng luôn nha. 199k, tay của nó là tay lỡ và sắn tay lên như thế này nè. Đó, cái kiểu của nó sắn tay lên như thế này. Form chuẩn đẹp cho các chị mình luôn nha. Ai có bụng là che bụng hoàn toàn. 1279 và kèm số điện thoại cho em nạp sale với giá là 199.000 đồng mẫu đầm này. 199.000 đồng mẫu đầm này, chị nào lấy đặt hàng thì dùm em nha. Nhanh tay nha cả nhà ơi. Rồi sale luôn trên lai giá chỉ có 199 nha. Rồi chị nào mình ưng mẫu này các chị đặt liền dùm em ngay bây giờ luôn. Mã hàng với điện thoại cho em nha. Form đầm này rất là vừa phải dễ mặc, ai cũng mặc được hết nha. Ưng mẫu nào các chị mình lên đơn hàng sớm ngay bây giờ. Ưng mẫu này các chị mình lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn. Mã hàng với số điện thoại cho em luôn. Sale ngay bây giờ với giá chỉ có là, chỉ có giá là 199k nha cả nhà. Rồi nhanh tay cả nhà ơi, xuất sắc luôn đó các chị. Ưng mẫu này các chị lên đơn liền nha. Giá giảm trên là 199. Ok chị Lộc Trần nè.
Rồi, chị nào mình lấy mẫu nào đặt lên giùm em. Ngay bây giờ em chuyển hàng chuyển size nha. DA1279 và kèm trăm xuyên thoại luôn. 1279 và kèm xuyên thoại nè, chốt luôn cho mình với giá chỉ có 199k. Rồi, lên đơn liền giùm em nha cả nhà ơi. Bây giờ em sẽ chuyển qua thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo nha. Ưng mẫu nào các chị nhớ lên đơn hàng sớm cho em nè. Rồi, đợi em một chút xíu nha. Em chuyển qua thêm cho mình một cái mẫu đầm khác. Chia sẻ like giùm em luôn nha cả nhà nha. Rồi, mẫu đầm tiếp theo là đầm sọc trắng nè. Một, hai, một, ba, không, một. Rồi các chị ơi, 1301 đầm này. Đầm này của em là sẽ có cho mình là cái này em đang mặc là cái size L nó hơi rộng rồi nha cả nhà. Cái đầm này em mặc đang mặc cái size L hơi rộng một xíu. Mã đầm này là DA121301 nha. 1301. Rồi đầm này em chốt luôn cho mình nè. 1301 này chỉ có là 199 luôn nha các chị. 199k luôn nha. Cái dây này mình cột trước cột sau đều được nha. Đây để em cột trước đi, cái đầm này cột trước coi coi bộ hộp hơn nè. Em chưa có ủi cái đầm này luôn á. Cái này là cái size L. Cái vải này thun Mỹ nha cả nhà. Tính ra là mới mang ra trong gói hàng mà không có ủi á, thì nó hơi nhanh ở cái phần tài phía dưới này nhẹ vậy thôi. Nhưng mà cái chị giặt máy á, giặt tay vô tư luôn cho em và phơi lên là nó phẳng ra các chị yêu nha. Cái vải nào không có bị nhanh đâu. Rồi đầm này em chốt sale luôn cho mình là chỉ có 199k. 1324 ok chị Quốc Trung nè. Rồi đầm em đang mặc đây là 1301 nha. 1301 em chốt sale với giá chỉ có là 199k. Chị nào vừa mình lên đơn hàng giùm em luôn. Ngay bây giờ em chịu hàng nha. 199k mẫu đầm này. 1294 chị Kiều Anh Lê ok chị. Rồi mẫu em đang mặc trên người là 1301 nha. 1301 chốt sale với giá chỉ có là 199.000 đồng mẫu này. 199.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người nha. Chất vải này là chất thun Mỹ nè. Có co giãn cho các chị nè, từ chiều dọc cho tới chiều ngang cho các chị mình luôn. Từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. Ai lấy mẫu này các chị mình lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn. Là mã hàng nào với điện thoại nha. Để em chốt đơn hàng liền trên like cho cả nhà. Rồi chia sẻ like giùm em luôn trên tường nhà vào nhóm nha các chị. Ngày hôm nay em chốt luôn trên like này cho các chị mình là với giá chỉ có là 199, giá bán bình thường là 299k. Và riêng trên like này em chốt sale luôn chỉ còn có giá là 199k mà thôi nha. À cái này em có màu đen nữa nha. Em có một cái màu đen nữa để em lấy cho các chị xem thử nè. Đâu mất tiêu rồi. Đây này các chị ơi, có màu đen nữa, chị nào thích màu đen thì mình lấy cho em là 1291 nha. Rồi. 1154 hết hàng rồi chị Huỳnh Liên ơi. Rồi, các chị ơi đầm này của em nha là DA1291 nha. 1291 em chốt sale là 199 luôn nha cả nhà. Ai lấy mẫu này các chị mình lên đơn liền luôn. DA1291 và kèm cho em xin thoại luôn. Màu 291 màu đen nha các chị, để em xem thử coi. Màu 291 này. 1291. Nó hết XL rồi cả nhà ơi. 1291 nó còn size M, size L và size 2X, còn 3 size và còn mấy cái à. Tím treo ngoài. Làm sao em không có màu tím chị ơi? Làm sao em không có màu tím? Hoa tím. Có ý chị nói là cái đầm, cái hoa màu hồng hồng này hả chị? Cái đầm này hoa màu hồng. Màu này đúng không chị ơi? Rồi, bây giờ nha cả nhà ơi, 1291 mẫu này nè, em sale là giá 199k. 199k mẫu đầm này là 1291 nha. Còn cái đầm em đang mặc đây là 1301 nè. Đầm em đang mặc đây là 1301 nè. Rồi đầm này em sale luôn cho mình với giá chỉ có là 199k. Chị nào lấy đặt liền nha. Em thì em đang mặc cái size này là size L nha cả nhà. Nên là em sẽ mặc hơi rộng một chút xíu nha.
Ai lấy mẫu này, các chị lên đơn giá ngày hôm nay chốt luôn là 199k. Mã này là DA1301 nha. Màu trắng 1301, màu đen là 1291 nha cả nhà. Sale là giá chỉ có là 199 thôi. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục qua thêm một cái mẫu đầm khác cho các chị mình ở đây. Lên đầm maxi nha. Ai lấy mẫu nào thì các chị cứ comment cho em luôn mã hàng với số điện thoại cho em nha. Rồi bây giờ em sẽ qua thêm cho mình một mẫu đầm khác, các chị đợi em một chút xíu nha. Rồi lên thêm cho mình một mẫu đầm tiếp theo, đây là 1278. Rồi maxi này thì em còn có hai size à. Maxi này em còn có hai size thôi, đó là size XL với lại size 2X nha. 1278. Nhưng mà đầm này nó co giãn nhiều lắm. Cái chị nào mà mình hết bình thường mặc XL 2X á, mình cứ giảm xuống size L mặc vẫn được. Tại vì nó co giãn nhiều cực kỳ và không có bị cắn vô làn da nha. Cái độ co giãn của nó rất là êm luôn các chị. Rồi, form này các chị ơi, dài tới cổ chân luôn, túi hai bên cho các chị mình luôn. Cái vải này á là cái chất vải của nó là chất von hoa ấm nhũ nha các chị. Đẹp cực kỳ luôn. Trời ơi, vải này cực kỳ xịn luôn á các chị. Nè, hai lớp nè, từ cái lớp lót bên trong là vải đã đẹp như thế này rồi. Ngày hôm nay em sale cho các chị mình luôn, chỉ có 199k thôi nha cả nhà. Chị nào mình lấy mẫu này các chị lên đơn luôn 100. Em xả hôm nay là 100. Em sẽ xả hôm nay 100, em xả cho các chị mình luôn 1278 này với giá là 159 luôn đi. 159 luôn nha. Chốt giá sốc luôn đó các chị. 159 luôn. Rồi ai lấy mẫu nào các chị đặt liền giùm em. Nhanh tay cả nhà ơi, 159k. Chốt lẻ luôn cả nhà ơi, chốt lẻ luôn nha, rất đẹp và rất rẻ luôn. 1278 và kèm trang sức thoại nào các chị. 159k luôn. 40kg 65kg vừa, 40kg đến 65kg bao vừa luôn nha. Tại vì đầm này cái phần eo co giãn rất là nhiều, cái cổ vải nó rất là to chứ không phải nhỏ đâu, nên là vô tư luôn. 40kg đến 65kg vừa. Em chốt ngày hôm nay cho các chị mình nha, giá 159k cực kỳ là rẻ luôn. Rồi bây giờ chị nào mình lấy mẫu này, lên đơn hàng điện dùm em nha. Lên đơn hàng điện dùm em ngay bây giờ để em trừ hàng trừ sai. DA1278 và kèm cho em số điện thoại luôn các chị ơi. 1278 và kèm cho em số điện thoại là chốt đơn ngay lúc này cho các chị mình. Chỉ có giá là 159k. Thực sự luôn, với cái giá này là em sale không có lời, thậm chí em lỗ luôn các chị. Tại vì đầm này maxi là may rất là tốn vải. May rất là tốn vải luôn, tốn công luôn. Và may là may hai lớp chứ không phải may hai một lớp nữa. Mà vải này em may là vải xịn cho các chị. Giá được các chị mua rẻ nhất là 299k, ngày hôm nay em xả hàng còn có 159 à. Rồi 40kg đến 65kg vừa luôn nha các chị. Chị nào mình ưng mẫu này các chị lên đơn 1278 và kèm cho em số điện thoại nào. 1278 và kèm cho em số điện thoại, lên đơn thì dùm em ngay bây giờ nha. 1278 và kèm số điện thoại, chốt sale luôn trên live với giá chỉ có là 159k. 159k mẫu đầm này, chị nào lấy nhanh tay đặt liền dùm em ngay bây giờ để em trừ hàng trừ sai nè. Rồi xong chưa các chị ơi, lên đơn hàng thì dùm em nha. Lên đơn hàng thì dùm em ngay bây giờ luôn, cho em cái mã số và kèm số điện thoại nè. Chốt đơn với giá chỉ có 159k mà thôi nha. 159k mẫu đầm này, chị nào lấy đặt liền dùm em ngay bây giờ luôn. 159k. Các chị ơi, like này em sẽ lưu lại đi nha. Chị nào và trẻ xem lại hoặc theo dõi bài live tiếp theo của em luôn nha. Em sẽ bật bài mới đi nha cả nhà nha. Em bật bài mới, các chị vào bài mới mình xem theo dõi nha. Ok, chị Phước Lê, chị Phước Lê mình lấy size L được luôn nha chị Phước Lê nha. Nói chung là tầm 65kg trở xuống cứ đặt size L là vừa luôn nha. Hết 2X rồi chị Thanh Trúc ơi. Nhưng mà đầm này coi giãn rất là nhiều, khổ nó rất là to. Bình thường chị nào mà mặc size L là đầm này các chị giảm xuống size M mà các chị mặc nha các chị. Bình thường ai mặc size L là giảm xuống size M mặc với vừa chúng thôi rộng á. Còn chị nào mà bình đầm này size L là tầm khoảng là phải là 60kg đến tầm 65kg trở xuống mặc vừa size L nha cả nhà. Chị Kim Dung 1278, các chị nhớ giảm size đối với mẫu này nha.
Rồi em chốt luôn cho mình là giá là 159k nha cả nhà. 159k nha, cứ giảm xuống size L mặc nha các chị ơi, tại vì cái form đầm này nó mặc rất là thoải mái luôn nha. Rồi 159k, 159k ưng ý mẫu này các chị cứ lên đơn hàng cho em luôn nha. 1278 kèm số điện thoại. Rồi, em sẽ lưu cái bài này lại nha. Và em sẽ bật bài mới nha. Các chị mình tiếp tục vào bài mới để mình săn sale tiếp nha cả nhà. Vẫn là giá bài mới like thì cũng sẽ là từ 99k trở lên thôi nha. Rồi. Em tắt nha.